Chào mọi người nhá, giờ chúng mình đang đi lấy tổ ong. Ong thì quang kiểu khe ong đấy hả? Quang kiểu khe ong đấy. Ong bỏ vé à? Phải chứ. Đấy, nó ở trên ngọn kìa mọi người. Tổ khá là to đấy. Cô mẹ ơi. Một hai ba bốn năm, một hai ba bốn năm, năm sát. Vẫn lắp nữa nọ. Y bao đó? Bao đỗ nè. Bao té vẫn khỏe đang chào. To phết đây mọi người, to hơn quả bóng ấy, gấp đôi quả bóng. Con nhộng. Hên con, hên con. Chờ ta xin ấy. Ủa em so chưa tay xin mà hả nó cười nè. Để thật cả một phòng nhé. Nó cứ mà ở tên luôn. Ít đã cử, ấn hiện được cái pin thì thế đi. Đấy, cũng được đấy. Này, nó tăng tẩm luôn ra thế. Đây, một sáp. Cái này là nó bao rồi hả? Nó ấy rồi. Nó chín quá rồi. Thế đợi đợi tháng 9 mới lấy à? Ôi mưa quá nè, không hợp đang sáu mà ăn ăn nè. Ăn đi mày dù ăn đi cơm, hỏi mày đi đi, ăn những phải con tố này. Nhân chắc xưa ăn. Chắc xưa ăn mày xài taxi hơn nè. Tao có gì đâu bà. Cũng được mà, thấy cũng được đấy nhỉ. Mấy mấy ăn mày thế. Mày nhỏ. Nên bên ngon ha. Ý đúng một gì. Lao quá. Coi coi khía hào như cơm đấy. Cơ thể nhộng cửa tuần nhộng nát mà hả? Có tuần nhộng xe. Đủ ăn nè nhỉ. Được mà. Một bữa thôi. Hai kịp kịp bữa đây. Hai bữa bữa này đó. Thì loại men nhớ đấy nó nó lấy sẽ sạch cài bên nó sẽ là ăn hết cỏ nữa từ sau khi mình cỏ nữa push mình bắt rồi bắt thì mày người lá như con lá có đúng không push mình ui mình đông phải đâu ra trả chút cho nó con đóng nó bị bạc cái gì thắp bom hay nó ăn tôm mạ, ăn nên này. Ừ. Tiếp được kết đấy.
Anh bao xé đâu? Bao xé đâu. Cái thả mưa ăn mà. Mưa bướn cẩu mà. Thì nó hoa và bú bướn cẩu ăn bướn lắp đâu, nó bao xé mít con. Phá y đây, bao bướn cẩu đấy, pin giá rồi đi. Tìm mít chú. Ăn ăn chán nắng nọ, ăn ăn nọ. Mít chú vừa rồi, mít đẹp phết đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sát. Bà nhớ đây chú bét ăn. Ừ. Phá hóa, ăn phá quấy. Ừ. Phá quấy mà chứ mà ăn nó nọ. Thôi, con vừa rồi được rồi. Cái gì? Này trời cho đấy. Mà chị tổng cực mẹ mày nhá. Thôi ép cái phá nó mãi nữa. Phải hai đấy, đấy. Đẹp đấy. Đấy. Con này nhộng nó con nhỏ nhỉ, nó cũng như ong đất nhỉ. Ong đất nhộng to. Ong đất như ong trời con. Mái hải mà ăn đi. Cái ảo phàng sống phải. Cháy ảo phàng đấy hầm. Ăn bao hình ế nọ, ăn bà hà thế này, ăn bao bao thôi. Ăn phà thì sống, thì sáng. Thôi, nó còn phà ăn hình ế. Không thấy cái nào nè. Út làm gì? Út quay phim. Út quay phim làm gì? Quay phim con ong. Bà phà mất